Chào tất cả mọi người, hôm nay mình xin giới thiệu một loại sản phẩm mới, đó là Pinky đông lạnh. Mình có để sẵn 10 con trong một túi zipper như thế này, thì các bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh trong khoảng 9 tháng sử dụng, trong khoảng hạn sử dụng trong khoảng 9 tháng. Mỗi lần sử dụng thì sẽ làm tương tự cho mình như thế này. Các bạn cho sẵn chuột ra riêng, một hộp nhựa riêng, và đặt một cái đầu bất kỳ ở đấy để cho nó kênh và đổ nước xuống đây. Ý mình nói là không đổ nhiều nước sôi quá, nó dẫn tới bị nát chuột. Các bạn giữ trong khoảng 30 giây để cho chuột nó tan đá lạnh ở bên trong ra. Và tại vì chăn rắn khi săn mồi là chúng nó cảm nhận nhiệt để nó săn mồi, và chuột đông lạnh ở trong ngăn đá thì nó không còn nhiệt nữa. Các bạn chuẩn bị sẵn cho mình những cái hộp nhựa theo số thứ tự từng các con mà các bạn muốn cho ăn. Ví dụ 3 con thì để sẵn 3 hộp nhựa, 4 con thì là 4, hoặc 5 thì là 5 con chẳng hạn. Chuẩn bị bước thứ 3, chuẩn bị thêm một cái kẹp gắp nữa để gắp chuột cho chăn rắn ăn. Và một cái chuồng nuôi, các bạn mở sẵn nắp chuồng ra. Các bạn có sẵn trong chuồng nuôi là phải một cái máng nước này, một cái hang trú để cho chúng trú ngụ này. Ok, bây giờ mình sẽ thử cho các bạn xem cách cho ăn nhé. Khi chuột đang sôi này, các bạn để lên trên cạn khoảng 3 giây hoặc 5 giây để cho nó bớt cái phần nóng lên, để chúng nó ngửi thấy cái mùi của chuột. Đi sao? Khi các bạn ăn thì phải cho ra ngoài. Tương tự như thế các bạn làm với con tiếp theo. Hết sức phải nhẹ nhàng. Các bạn hơi rửa một tí để tạo cảm giác chuột đang sống nhé. Cầm nhấc thẳng không dám lên, hạ nhẹ nhàng xuống, đừng làm chúng giật động mạnh. Đối với những cái sản phẩm Pinky đông lạnh như thế này, các bạn nên mua tại ở những nơi uy tín để tránh những cái chú chuột mà đã bị tiêm dịch phòng, tiêm virus kháng thể các thứ vào trong người, để đảm bảo cho sản phẩm thú cưng của mình là có thể khỏe mạnh hơn.